vì sao vì tất cả bố thí và tánh bố thí là không tất cả người thí và tánh người thí là không tất cả người nhận và tánh người nhận là không tất cả kết quả bố thí và tánh của kết quả bố thí là không trong cái không bố thí chẳng thể nắm bắt được người thí chẳng thể nắm bắt được người nhận chẳng thể nắm bắt được kết quả bố thí chẳng thể nắm bắt được vì sao vì tự tánh của các pháp như thế và các pháp khác rốt ráo không không. trong cái rốt giáo không các pháp như thế chẳng thể nắm bắt được lại nữa thiện hiện các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa từ khi mới phát tâm đã thành tựu phương tiện thiện xảo như thế do sức phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình ở trong tịnh giới đã an lập rồi nói thế này các thiện nam tử nay các ngươi đối với các hữu tình nên thương xót sâu xa, xa lìa sự giết hại, xa lìa việc không cho mà lấy, xa lìa dâm dục tà hạnh, xa lìa lời nói hư dối, xa lìa lời nói ly rán, xa lìa lời nói thô ác, xa lìa lời nói hỗn tạp, xa lìa tham dục, xa lìa sân nhuế, xa lìa tà kiến. Vì sao? Này thiện nam tử, vì các pháp như thế hoàn toàn không có tự tánh, các ngươi chẳng nên phân biệt chấp trước, các ngươi lại nên quan sát kỹ pháp nào là sanh mà muốn dứt mạng nó, lại vì duyên cớ gì mà dứt mạng nó, pháp nào gọi là vật không cho mà lấy, mà muốn lấy vật ấy, lại vì duyên cớ gì mà lấy vật ấy, pháp nào gọi là đối tượng hành tà, mà muốn hành tà hạnh lại vì duyên cớ gì mà hành tà hạnh pháp nào gọi là đối tượng nên nói hư dối mà muốn nói hư dối lại vì duyên cớ gì mà nói hư dối pháp nào gọi là đối tượng nên ly dán mà muốn làm ly dán lại vì duyên cớ gì mà nói lời ly dán pháp nào gọi là đối tượng nên hủy nhục mà muốn hành hủy nhục lại vì duyên cớ gì mà nói lời thô ác pháp nào gọi là các sự hỗn tạp mà muốn nói lời hỗn tạp lại vì duyên cớ gì mà nói lời hỗn tạp pháp nào gọi là vật nên tham mà muốn khởi lòng tham muốn lại vì duyên cớ gì mà khởi tham muốn pháp nào gọi là đối tượng nên sân mà muốn khởi sân lại vì duyên cớ gì mà khởi sân giận pháp nào gọi là đối tượng tà kiến mà muốn khởi tà kiến lại vì duyên cớ gì mà khởi tà kiến tất cả như thế tự tánh đều không này thiện hiện đại bồ tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thành tựu phương tiện thiện xảo như thế có khả năng khéo léo thành thục các loài hữu tình vì họ mà nói quả bố thí và tịnh giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được khiến họ biết quả bố thí và tịnh giới tự tánh đều không khi họ đã hiểu rõ quả của sự tu bố thí và tịnh giới tự tánh là không rồi, thì có thể đối với pháp ấy chẳng sanh chấp trước, do chẳng chấp trước, tâm không tán loạn, do không tán loạn, có thể phát diệu tuệ. Do diệu tuệ này đoạn trừ vĩnh viễn tùy miên và các triền rồi, nhập cảnh giới niết bàn tuyệt đối.